Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục hôm nay ngày 6 tây tháng 7 này. Rồi ok. Tiếp tục là giao cho mà ăn mình cái NS 40 anh em. Vô đó, vô khuôn rồi. Để kiến xuống rồi, để cởi xuống rồi. Không có, không có được cái miếng mót sau lưng à. Được mót. Cái quan trọng cái cửa nè. Ồ. Oh. Quá ok. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn bác tài. Rồi bên mình có nhận làm những cái bánh lòng, bánh lá, bánh sớ anh em. Thì quy cách thì mấy anh em tùy theo mấy anh em lựa chọn ha. Bên mấy anh em nhu cầu đặt như thế nào thì mình có nhận làm và ship tận nơi cho mấy anh em luôn ha. Thì quy cách này là bánh lá bề ngang 3 tấc. Sắt dày 5 ly anh em. Lá dập 6 gân. Lá mày bề bản là 8 phân rưỡi. Đó. Sắt tròn 18. Còn này là bánh vàng Trung Quốc anh em. Rồi đây là cái tiếp là cái bộ bánh bánh lết anh em. Đây lết là để đi chơi chạc ha. Đó, chơi chạc. Rồi cộng với cái cặp điện để em đi bộ anh em. Nó sắt tròn để gắn vô cái bánh này để em chạy bộ. Rồi anh em nào có cần xài máy hay là mua máy gì hay là đặt dàn sớ gì có cần gì liên hệ anh em. Bên mình có bán hỗ trợ trợ góp anh em nữa ha. Rồi cảm ơn anh em.